bà đang dụi tóc cho chim Mình chỉ có thư hồi thôi mà chứ. tóc cái mái bị quăng quăng đó, cái bà nói thấy khó chịu quá đem dụi luôn cho nhỏ này. Thôi. Bây giờ bị làm không? Sao sợ? Tại con làm sợ giống hộp bệnh. Hộp xếp. Ok. Nè đi qua đây coi. Đây coi. Phải dán lên. Tao thêm mối đi tê. Không có chịu xước tóc lên nó cả nhà. Trời ơi, tao rảnh. Nè, biết đạo không? Không à, con sợ. Sợ cái gì? Thầy con giống hồng phần kia. Ba làm cho con nào đây đó, con sợ rồi. Chơi gì á? À, bạn chấp bơi à? Vô kia ta kỹ đó, cái khởi sợ rồi chú. Anh chấp bơi à? Vậy lớn là bức điệu nè, cả nhà. Anh chấp bơi à? Anh chấp bơi đấy. Xin chào. Cả nhà ơi, hôm nay hai đứa con gái về mình làm món lẩu hải sản. Lẩu hải sản cho hai con gái ăn. Nè, mật cho. Chú xe. Nè, hai gà mơ. Nè, mơ không? Mơ hả? Nè, mình làm bầu ngư với tôm bạch tuộc ở nhà. Hôm nay không có sò điệp. Mấy cái đấy? Bị không gặp bà. À giờ ổng tao muốn con gì nữa? Ngồi mình nhúng mì, với gao. Sao kỳ vậy? Quế cái đấy. Nè. Khăn xa hâm mô đi mì đà. Em muốn xa. Anh chưa hai gì sao? Hai gì xúc mì đà. Mà hai chút kìa, tí cô. Kỳ chắc lắm. Ui da. Đó, ui da ui da. Wow. Hôm nay mua sáng lại mua sò điệp mà không có sò điệp ở nhà hết trơn, sò điệp luôn. Cái này là rau cần rồi cả nhà. Quá xuất sắc. Dạ. Nè, ăn cái mì mẹ. Bỏ mì vô hả? Ăn hải sản trước đi rồi hả? Ăn mì. Mì thì bỏ ngoài mới ăn được. Cái cô à? Cho đi miếng mật à? Cho đi muối không? Ừ. Nó bụng. 애들 많이 먹여야 돼. 응. 왜요? 그래야지 내가 라면을 많이 먹자. 내 딸이네. 얘는 말할 줄 알았어. 근데 까이 샤 비까이. 매워? 아니? Thế là mèo chứ. Ừ, béo. Cái thay hụt. Bây giờ làm ăn một con ăn hải sản đi. Con thèm ăn đi. Để mình lọc tôm cho nha. Dạ. Hay là ăn bạch tuộc? Lục tôm. Để mẹ cắt bạch tuộc cái. Mẹ ơi. Này. Cái này con làm mình được mà. Bậy. Cái này nóng dữ lắm. Nè ba lột tôm cho Bi đi. Nóng. Ừ. Sao này? Chúng mày thật hả? Tôi khô rồi. Con làm gì hết chân luôn rồi con cho mẹ. Chưa có chín đâu. Chết. Ừ, để một chút nữa nó mới chết. Chín là nhiều xíu hả mẹ? Ừ. Cái cọng mì này nó nhanh chín nè. Bi.
chết. Cảm ơn ba. Anh chị làm ăn sao? Không bắt theo. Cảm ơn ba. Ừ. Thả bố có gì nữa không bà chứ? Ừ. Cái giỡn chứ mấy mẫu này chứ. Cái giỡn chứ mấy mẫu này đấy. Chứ gì. Ừ. 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 Nước mặt xuất ra. À, tức à. Anh đi bà lì. Quế? Ở bà chị. À, bà đi bà lì con. Tức à. Làm ăn bà lì. Cho mày nhá. Ta ăn hải sản ngon không chịu ăn bi rồi ăn mì nè cô chú. Ít cất chị. Ừ. Phân chùm chút ra xuống. Cất cá. Ừ. Đại quan đi. Nào. Mình gió đi xuống. Nên 신기하게도 여기 붙이는 다리를 맛있더라. 머리. 그게 곡 tóc lên đó gọn mà không chịu cả nhà. Cục tóc rồi mà. Cục nhưng mà chị hay cắt kìa. Là con cục tóc dễ hơn á nha. Biết cục cao như nào thấy gọn chưa? Cái lứa tuổi này nói không có được cả nhà ơi. Kiểu như người ta nói là lứa tuổi nổi loạn. Lứa tuổi này là mình phải làm bạn với nó chứ không có làm cha làm mẹ được. Papa ơi chứ sao nè. Sao vậy, đỡ thấy chưa? Nó cái này để nóng nè đó nó sao mà làm đi nóng nó nghe là đánh rồi được rồi mẹ đánh đúng rồi chúng ta có chơi chứ ô bi á mới nhầm bùi ốp rồi bi mới hả đưa tay vô đây nè cả nhà. Nóng quá tay mà sẽ xa. Cái clip này là ăn nè, không nói luôn nè. Hồi từng rồi cả nhà không có tại cái vụ corona đó sợ đó rồi cái không có đón hai đứa về được. Từng này mới dám đón về. À. Bỏ ba cái miệng hết trơn mà ăn chảo hải sản còn nguyên. Mẹ ơi. Chị gái chị hai ấy ăn cơm quay clip hết rồi đi chọn Atlanta rồi chạy không được hết mẹ. Atlanta không tốt cũng phải đi hả? Như bữa nay chủ nhật mẹ sợ á ở bên đó có người. Không người mà. Cuối tuần nó sợ có người cả nhà. Nhưng mà không người nữa sao? Có người rồi không người. Hoài hoài đó. Có người không người. Ăn lẩu á, nóng thì ngon. Nhưng mà nó nóng nó khó ăn. Và anh lên xe kìa, tốt. Được rồi.
đưa đi gái. Này, xin chào. Camita. Bà bì á không có làm nóng được. Nè, thấy không? Ui, cứ để. Không muốn. Cái này là mua lẩu, nấu lẩu hải sản mà nấu bào ngư. Ê, quá trời luôn. Thành à? Hả? Thành lẩu bào ngư. Em ơi, nêu cao cho kìa. Trời ơi, Bi ăn kìa, Bi giỏi kìa. Nóng không có đứa nào dám cầm hết chứ. Bồ. Ăn đậu tôm này. Ừ. Isel. Bữa đi mà thích ta. Ừ. Ta bữa đi ăn mua bằng thế. Má sợ. Cô sợ à? Bữa đi thả chú. Bữa đi mốn mặn mộc ta. Cứ chăm đồ ải nha. Trên no đợi ăn em. Cái chảy ly nè cả nhà. Cho đang ép thôi nha. Ăn nhiều là bị đau bụng á. Trời ơi. Ừ. Nhiều đau bụng rồi ói luôn á. Em chỉ ăn tháo mỡ á. Hả? Tháo mỡ á. Bê bê lật sắc. Bê bê lật. Ăn không hết cái lẩu rồi cả nhà. Chắc nấu nhiều quá. Anh chỉ nói đó sẽ quên xong hết rồi. Chắc ẩm mà là hết mà đâu có hết rồi. Đừng hết bốn hết sụp. Hết bốn hết sụp thiệt. Tại thông thường thì mình xài cầm đũa hay cầm bất cứ gì bằng tay tay phải ở cả nhà. Cho nên là hồi nhỏ ưng chin á, cầm tay trái mình tập cầm tay phải lại. Nhưng mà bây giờ thuận hai tay luôn. Ưng chin cầm đũa tay trái cũng được mà đũa tay phải cũng được luôn. Hấp cái tờ bao cho mà. Ưng chin rất là sợ mập luôn cả nhà. Ăn à. Ăn no cái là trời mập rồi, mập rồi. Mập lên rồi. Rất là sợ mập. Cũng tốt rồi đấy. Ừ. Hả? Mèo sơ biết chị có. Chị có sao biết hả? Đâu con dịch rồi, nãy mày nói gì? Không biết con gì. Không biết. Nãy chị có nói. Con nghe nhìn năm kia không được. Đâu theo luôn. Ta 원래 3월 달 쯤에 나오려 했는데 2월 달에 나온 거야? 예정이에요, 예정이에요. 이제 더 빨리 돼요, 떼고. 자, 은진도 있죠. 은주 어렸을 때 태어난 키가 50인. 은진 57. 채연이 59. 대박. 어, 은주가. 아, 저거. 큰 순서로는 1, 2, 3이네? 응. 안 돼. 은주가 3.3kg이지? 응. 은진도 3.3kg이지? 응. 두 다 2주 전에 나왔어. 봐라. 은진이는? 채연이가 4.4kg. 1.1kg 더 많았네? 제일 큰데? 응. 그 40주 나왔어. mấy đứa nhỏ nó rất là giống như tò mò cả nhà hỏi hồi xưa là sanh sao sanh sớm giống như là hồi xưa mình sanh ơn chu với lại ơn chin á là sớm như 2 tuần 38 tuần 2 ngày hay gì là mình sanh rồi như là 2 tuần á sớm 2 tuần còn bi á là sanh đúng 40 tuần luôn 40 tuần sanh mà bi là nặng ký nhất mà dài nhất luôn bi sanh 4.4 kg mà hai đứa nhỏ hai chị gái là sanh có 3.3 kg mà sớm sanh sớm 2 tuần tính ra thì không phải là nhỏ tại vì sanh sớm á chứ mà sanh đủ tháng thì chắc cũng bự hơn. 우리가 태어난 병원이 다 다나 다나 산부인과 다 다 진짜 스님 한 명 스님 한 명이야. 응 엄마를 도와주는 선생님. 응 어쩜 은주, 은진, 채연이, 아, 사장님 한 명만. 그 선생님 엄마 기억했어? 기억해. mình sanh ưng chi ưng chu á là sanh thường còn ưng chin với lại bi là sanh mổ cả nhà. Ưng chin đi sơ sườn, 채연이 sơ sườn.
근데 왜 내가 제일 그래? 작아서 아니야 ngày xưa là mới sanh là mình sanh thường nhưng mà tới ăn chim là không quay đầu á cả nhà, không quay đầu cho nên là phải mổ. Rồi baby là bự quá tại vì mình mổ ăn chim không có được bao lâu rồi sanh bi là bự quá cho nên là phải mổ. Ăn chim đi. 자유분만 하고 싶은데 은진이 머리가 여기 있어. 안 털러가. 왜냐면 내 아플 때 애기 나와야 되잖아. 그때 머리가 밑으로 가는데 처음 밑으로 가 안 가. 아 그럼 나 그러면 그쪽으로 그냥 나와서 나 그냥 장애인 됐을 거 몰래? 아 장애인 그 장애인이 될 확률도 높지? 어 근데 위험해. 말은 nhỏ hay thắc mắc lắm cả nhà. Ừ thắc mắc sanh sao hay này kia nọ đó. Để hôm nào mình sẽ làm một cái clip kể về quá trình sanh ba đứa con ở Hàn Quốc cho mọi người xem nha. Mình sanh ba đứa nhỏ cùng một bệnh viện luôn mà cùng một bác sĩ luôn, rất là trùng hợp. Lâu lâu kể lại nhớ kiếp cũng mười mấy năm rồi. Rồi hôm nay mình kết thúc video tại đây thôi cả nhà ơi. Bye bye. Bye bye.